Trong đêm mưa tầm tã, một người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở bến cảng, hét đấm đá lại chuyển sang dùng gậy phang nhau. Nam chính một mình đi tới can ngăn nhưng chạy mãi không đến nơi, giật mình tỉnh dậy hóa ra chỉ là mơ. Bao năm nay anh vẫn luôn ám ảnh về vụ việc ngày ấy. Đó là mở đầu của bộ phim mới nhất của Chân Tử Đơn mang tên Nộ Hỏa. Nam chính là A Bang, một cảnh sát có năng lực nổi tiếng với thành tích trong nhiều vụ trọng án, nhưng do tính tình ngay thẳng chính trực nên nhiều người trong ngành không thích anh, thậm chí còn khiếu nại vì thường xuyên tự ý hành động mà không xin phép. Một kẻ có quyền thế đích thân mời anh tới dùng bữa, nhằm xin A Bang mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho tội con trai lão gây ra. Nếu đồng ý thì công việc sau này ắt sẽ thăng tiến thuận lợi, nhưng A Bang lại chỉ rút ví ra để trả số tiền mình đã ăn, rồi dứt khoát đi về. Rõ ràng là không để cho ông ta chút mặt mũi nào, khiến hắn ta cay giái cấp độ âm vô cực cũng nên. Hiện tại đội của anh đang theo một vụ án về tên chủ ma túy lớn, nhưng không biết có một nhóm tội phạm mặt nạ khác cũng đang nhắm tới mối này. Trước khi hành động, tên tóc dài dặn dò đàn em nếu chúng dám khai ra làm liên lụy tổ chức thì chắc chắn hậu quả là cái chết. Sau khi nhận lệnh từ cấp trên, cảnh sát đồng loạt lên đồ, nhưng đội của A Bang lại không được cấp vũ khí cũng như địa điểm hành động. Vị trí đội trưởng cũng giao cho người anh em khác. Khỏi cần nghĩ cũng biết là rõ vụ bỏ về hôm đó. Anh cay lắm nhưng biết làm sao được. Đấm xếp thì tháng này lại ăn mì gói thay cơ mà. Tới nơi, cảnh sát lập tức chia nhau ra bao vây cả khu. Tóc đôi gà là đối tác của tên trùm ma túy hôm nay, nhưng vạn phần hắn không ngờ tới là vừa bước xuống xe đã có tên mặt nạ từ phía sau xử đẹp hết đám vệ sĩ. Còn mình thì bị cắt đứt hết cần tay, bịt miệng rồi xiên liên tiếp vào yết hầu khiến máu tươi văng tung tóe. Đám sát thủ lấy đi vali tiền, đồng thời làm nhiễu sóng camera của cảnh sát, dường như nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay. Tên trùm tưởng chúng là người tới lấy hàng, nhưng sau khi biết bị cảnh sát bao vây thì đã muộn. Tên mặt nạ bị tức súng, bẻ ngược tay ra sau rồi bắn hết lũ thuộc hạ. Tên trùm định chạy nhưng bị hắn đạp ngã tủ sát đè lên người rồi ngồi lên, hả hê bóp cò. Bên ngoài, hai phe cảnh sát và tội phạm cũng bắt đầu nổ súng ác liệt, không ít người bị thương. Đội trưởng bị một tên mặt nạ bắn thủng chân phải trốn sau tấm bạt, mở cửa ra chạm trán ba tên du côn nhưng vẫn đủ sức dẹp gọn. Khi cảnh sát tiến vào đông hơn, bọn mặt nạ nhắm không trụ được liền cho nổ bom đã cài sẵn. Đội trưởng bước ra không khỏi bàng hoàng, gặp ngay chúng đang định mang tiền vào hàng đi. Súng đã hết đạn, anh rút gậy ra liều mạng nhưng do bị thương nên nhanh chóng đuối sức. Anh không ngờ những kẻ đằng sau lớp mặt nạ đó lại là đồng nghiệp năm xưa của mình. Khinh bỉ nhổ một ngụm máu, chúng khiêng anh ra ném xuống tầng rồi rời đi không dấu vết. Khi đội của A Bang đến nơi thì chỉ còn xác đồng đội nằm la liệt, cảnh tượng tang thương vô cùng. Đám mặt nạ đem hàng về giao cho tên mãnh quỷ là chủ mưu. Trước đây chúng từng ngồi tù cùng nhau. Đứng đầu nhóm mặt nạ là A Ngao, trước đây từng là cảnh sát nhưng bị thù hận che mắt đã hóa điên dấn thân vào con đường tội lỗi. Mãnh hổ khuyên hắn đừng mạo hiểm như vậy nữa nhưng hắn không để tâm, trong đầu đã suy tính từ trước. Sau vụ thảm sát hôm trước, cảnh sát huy động lực lượng lớn điên cuồng điều tra. A Bang dẫn người tới một quán ba dò tìm nguồn gốc của số ma túy đã mất kia. A Ngao trở về tập luyện khắc nghiệt, trong đầu tràn ngập ký ức đen tối. Nhớ lại năm xưa hắn cũng là một cảnh sát tinh nhuệ, vô cùng thân thiết với A Bang. Một hôm hai người nhận nhiệm vụ giải cứu con tin là một nhân vật quan trọng. Kẻ bắt cóc bao gồm tên chủ ma túy kia. A Bang làm nhiệm vụ theo dõi, còn hắn thì đi bắt người. Hắn cùng đồng đội bắt tên đầu cắt moi tới bến cảng đánh cho một trận nhưng vẫn không moi được thông tin gì. Trong khi đó, tên sếp liên tục thúc giục phải tìm mọi cách phá án trong đêm, đảm bảo có gì bất chắc thì sẽ đứng ra bảo vệ họ. A Ngao nghe vậy gật đầu cho đám người đánh tiếp. Đến khi anh tự mình ra tay thì tên này chịu nói ra địa điểm. Cứ tưởng mọi chuyện xong xuôi nhưng đầu moi vì quá cay cú đã cúi người cắn chặt một cảnh sát không buông. Thấy cả đám súng lại không được, A Ngao vác một cây gỗ lớn bổ thẳng đầu hắn chết tươi. A Bang chạy đến nơi thì mọi chuyện đã rồi. Đen hơn nữa là khi ra tòa, tên sếp lại trở mặt không bảo vệ họ như đã hứa. Khi A Bang làm chứng cũng rất cố gắng nói giúp nhưng do tính tình ngay thẳng trước nay nên vẫn thừa nhận mình đã nhìn thấy đồng đội hành hung chết người. Đám A Ngao như rơi xuống vực thẳm, bao nhiêu hy vọng đều bị dập tắt, sự nghiệp huy hoàng bỗng bốc hơi trong phút chốc. Hóa ra đó là nguyên nhân mà chúng hiểu từng đường đi nước bước của cảnh sát, cách sắp xếp mọi việc mượt mà đến vậy. Bên cảnh sát tìm được số hàng đang nằm trong tay tên mãnh quỷ nhưng do không có lệnh khám xét nên đành bó tay. A Bang bảo mọi người về trước còn mình thì đi tới hang ổ của chúng. Anh mặc áo chống đạn vào, hiên ngang đi trên nóc nhà rồi nhảy xuống trước cửa một căn phòng. Tên đầu gấu vừa mở cửa ăn ngay thiết đầu công rồi bị lôi đi. Đám bậu sậu bên ngoài muốn lao tới nhưng vẫn rén súng trên tay cảnh sát. Gặp được mãnh hổ, A Bang bảo hắn theo mình về trụ sở nhưng tên này rút ra một khẩu súng 21cm to và dài, không nói nhiều liền bóp cò. A Bang rơi xuống lầu dưới, hai bên cách nhau một tấm sàn và bắt đầu dùng niềm tin để bắn đối phương. Thành viên trong đội anh cũng đã tới nhưng quân số chẳng thấm vào đâu. Bọn bên ngoài ùa vào nhưng đạn đã hết. Anh quần áo chống đạn quanh tay rồi dùng súng táng vào mặt một tên. Còn chân thì đạp tên khác ngã xuống dưới xong xịt hơi cay vào mặt chúng rồi nhảy khỏi vòng vây. Đúng lúc lại gặp mãnh hổ toan chạy trốn liền lao vào đấm tới tất vật hắn ngã ra. Hai người vật lộn rơi xuống cống nước.
hắn ta vớ được chai thủy tinh liền đập vào đầu A Bang. Anh đè chặt hắn lên tường bảo hắn hãy giao người. Tên này cứng đầu rất nhanh bị A Bang tẩn cho tơi tả. Trong lúc đang bị dìm đầu xuống nước, hắn quàng được một bao ni lông trùm kín đầu anh, do ngạt thở nên phải buông tay. Mãnh hổ chạy ra đường lớn, A Bang đuổi theo nhưng sức không còn mấy liền bị bỏ lại đằng sau. Hắn ta cắm đầu chạy không nhìn trước sau bỗng bị một chiếc xe phi tới cán cho ngỏm củ tỏi. Rõ ràng là cố ý giết người diệt khẩu. Đội A Bang tuy chưa truy được tận gốc nhưng vẫn thành công phá được đường dây mai thủy lớn. A Bang trở về nhà soi gương thì người đằng chẳng chỉ thương tích. Vợ anh nhìn thấy lo lắng không thôi. Tới ngày giỗ một đồng đội cũ, A Bang chạm mặt đám A Ngao cũng tới thắp hương. Lâu ngày không gặp lại, anh chủ động muốn bắt tay chào hỏi nhưng chúng lơ đi, tỏ thái độ ra mặt. A Bang kể cho Ngao nghe về chuyện ở khu công trình hôm trước nhưng đâu ngờ kẻ ra tay chính là người trước mặt mình. Mặt sẹo lúc trước do tham của đã lấy cắp chiếc đồng hồ của tên trùm ma túy rồi tặng bạn gái. Phát hiện cô ả có tình nhân bên ngoài, đã thấy còn mỉa mai mình là tên xấu xí tù tội. Hắn tăng sông liền bóc cổ giết người sau đó phi tăng xuống sông. Cảnh sát nhờ đó mà bắt đầu điều tra theo dõi hắn. A Ngao dẫn người tới gặp tên đeo kính bàn về phi vụ mới. Mặt sẹo trên đường tới thì phát hiện cảnh sát bám đuôi. Tên đầu đinh biết hắn gây chuyện liền phi tăng điện thoại, mở cửa nhảy ra khỏi xe nhưng vẫn bị còng tay đi. A Bang một mình tới chỗ giao dịch kia nhưng A Ngao đã phóng xe máy chuồn trước. Anh trèo khỏi ban công, nhún người nhảy xuống nóc của một ô tô rồi mượn tạm con xe đuổi theo. Đội cảnh sát vẫn đang gắt gao đuổi theo tên mặt sẹo. Hắn đập nát điện thoại, tới đoạn tắc đường không đi được thì giả vờ cúi xuống trốn. A Ngao lúc này lách xe vào tông văng một cảnh sát, rút súng bắn những người ở sau. Tên trùm đầu cũng lái tới yểm hộ. A Bang tông rào sắt phi qua rơi ngay xe tên trùm đầu nhưng hắn đã kịp thoát ra leo lên xe đồng bọn. Hai bên đối đầu trực diện, khi sắt phi vào nhau thì xe máy lạng ra. Hắn bốc đầu đá vỉa về phía ô tô, rút súng nhưng bị bắt được và bị đấm vỡ kính mũ bảo hiểm. Khi A Bang muốn vơ lấy súng thì bị kéo giật lại, mắt thấy phía trước có người qua đường. Anh đạp cửa xe đánh văng A Ngao lên vỉa hè, đánh lái cho chiếc xe quay ngang dê về phía trước. Còn mình lao ra ôm lấy đứa bé, mượn lực bật lên nóc xe. Lúc quay ra thì tên kia đã mất hút con mẹ hàng lươn, rủ nhanh như cách mà tôi cho người yêu cũ mượn tiền xong biến mất. Tên đầu đinh trong đồn quanh co không chịu khai, A Bang khuyên dù sao trước đây hắn cũng là cảnh sát nên hãy nghĩ cho con gái hắn. Tên mặt sẹo trở về bị dạy cho một bài học. A Ngao còn vẫn rất lạc quan vì cảnh sát chưa có đủ chứng cứ kết tội nên trước hết phải nghĩ cách cứu đầu đinh. Vừa cười nói dây trước dây sau hắn đã nhanh như chớp ghim dao vào cổ tên mặt sẹo. Sau đó cho người tới bắt ông sếp năm xưa đã lật lọng hại chúng. Cảnh sát bắt đầu điều tra lại những người phải ngồi tù năm xưa. Không lâu trước khi ra tù đã đưa người nhà xuất cảnh chắc chắn là có toan tính. Khi cả đội chuẩn bị xuất phát thì bị cản lại nói vụ lần trước đã quá đủ. Kêu họ giao vụ này lại cho đội khác nhưng A Bang làm sao cho qua dễ dàng như vậy được. Thế nhưng lúc này đám người A Ngao lại chủ động tới đồn báo án tìm tên mặt sẹo. Khi được hỏi về vụ giết người cướp hàng hắn chỉ nhăn nhở nói mình chỉ tới báo án khiến cảnh sát phát điên. Trêu người hơn là bảo họ không có chứng cứ nên chỉ ở lại chơi 48 giờ. Thái độ đắc ý non ngứa mắt. Tên mặt sẹo được tìm thấy đã chết trong một căn phòng. Trên tường viết thư gánh hết mọi tội lỗi. Biết là hiện trường giả nhưng giờ manh mối đã đứt đoạn. A Bang hùng hổ cầm gậy trở về, kêu mọi người ra ngoài. Bước vào phòng thẩm vấn bắt đầu đập phá buộc tội A Ngao. Hắn trách năm xưa mình làm bao nhiêu việc. Nếu A Bang lúc lên tòa chỉ cần nói một câu thì họ đã không phải ngồi tù. Chính anh là người đẩy họ xuống vực và bảo vệ một tên cướp nhưng không bảo vệ anh em mình. Lúc này đồng nghiệp tiến và báo tin người vợ đang mang thai của A Bang bị tên sếp cũ kia bắt làm con tin. Trên người hắn còn đeo bom khiến anh sôi máu đấm A Ngao một cái. Mà tên này thì đang rất đắc ý. Thời gian tạm giữ đã hết nên chúng cứ hiên ngang bước ra khỏi đồn. Tới hội trường, ông sếp bắt vợ anh rồi còng tay lại cùng mình, nổ súng đe dọa mọi người xung quanh. Trên cổ hắn đeo một quả bom rất tinh vi được nối với mạch máu. Muốn vô hiệu hóa không có cách trừ khi tim hắn ngừng đập. Hắn nhận tội lỗi của mình năm xưa do tham lam muốn bám đuôi kẻ có tiền nên đẩy những người kia vào tù. A Ngao gọi tới nói như vậy vẫn chưa đủ thành khẩn, cho họ thêm 30 giây. Đồng hồ đang đếm ngược, khi cảnh sát cầm khiên tiến vào định hành động thì A Bang lại nổ súng không cho lại gần. Bảo đưa kìm cho mình rồi kêu mọi người chạy ra ngoài. Đồng hồ còn 15 giây, A Ngao bảo anh muốn cứu vợ thì giết ông ta đi nhưng anh vẫn cố cắt dây, đến khi còn 5 giây vẫn chưa cắt được. Cảnh sát lập tức cho nổ súng, lúc này đồng hồ mới ngừng lại, thế nhưng lúc sau nó lại sáng lên, anh bắn đứt còng tay dìu vợ chạy đi, chưa được mấy bước quả bom liền phát nổ làm hai người ngã xuống. Trong lúc chờ ở bệnh viện, nhân viên điều tra Bộ Nội vụ lại tới muốn bắt anh đi vì vừa nãy nổ súng vào cảnh sát và nhiều lần kháng lệnh tự tiện hành động trước đó. Rất may là vợ con không có mệnh hệ gì, anh đồng ý đi theo. Đám A Ngao tới chỗ tên đeo kính, lão ta lật lọng bởi lúc này họ đã bị lộ. Cảnh sát sẽ theo đuôi nên hắn tìm người khác thay thế đuổi đám này đi. A Ngao quay người đá lên đôi đũa cắm vào cổ tên bên cạnh. Hai bên lao vào giết chóc, hắn bắt được súng của tên đeo kính bắn và giết chết một kẻ, với lấy con dao trên bàn đâm vào đùi tên đeo kính. Tiếp đó là nhiều nhát cơ chí mạng, sau khi khóa tay thì vẫn là chiêu cũ đâm vào họng rồi lấy hết vũ khí.
Cùng lúc đó, A Bang đang đối mặt với cấp trên, đội của anh ùa vào xin tha cho anh, muốn cùng gánh vác trách nhiệm nhưng vẫn bị sếp đuổi ra. Anh nói mình lúc đó không còn cách nào khác, phải cứu vợ con mình. Sau một hồi giải thích xuôi tai thì cấp trên cũng tạm dừng buổi điều trần 24 giờ tới anh vẫn là cảnh sát, bảo đừng khiến họ thất vọng. Cảnh sát điều tra hiện trường vụ của tên đeo kính nghi ngờ bước tiếp theo của bọn A Ngao là cướp ngân hàng, nhưng không biết mình đang bị chúng dắt như cách tiến điệp dạy hóa. Chúng có cướp nhưng ở một địa điểm khác. A Bang khuyên họ không được, đành tự mình hành động. Chúng bắt chủ tịch đi tới két giữ tiền, sau khi cướp đủ rồi thì rời đi. Ra đến cổng đúng lúc chạm mặt cảnh sát, A Bang vội quay xe đuổi theo. Chúng đã có kế hoạch từ trước, súng ống đạn dược sẵn sàng, không ngán vật cản mà đâm thẳng xuyên thủng. Mỗi tên đeo một ba lô tiền, điên cuồng xả đạn về phía cảnh sát. Vì còn nhiều người dân trên đường nên họ không thể tùy tiện bắn, khiến nhiều người trong đội đã trúng đạn. A Bang ngồi lên một chiếc xe, tông thẳng cái đằng trước và áp sát chúng. Khi đã thấm mệt, chúng lôi lựu đạn ra ném về phía cảnh sát. A Bang bị nổ văng ra, đầu óc quay cuồng. Một tên cướp khác đã bị bắn chết. Tên khác đối đầu trực diện với một cảnh sát xô cậu ngã. Khi nhặt súng định bắn thì A Bang đằng xa đã kịp thời kết liễu. Đầu đinh bắt một đứa bé, rút chốt lựu đạn uy hiếp cảnh sát. Nhưng khi nghe anh khuyên hắn hãy nghĩ tới con gái ở nhà khiến hắn dường như mủi lòng. Thừa thời cơ anh đá văng tay hắn, quả lựu đạn rơi về phía cô bé. Cảnh sát vội ôm hắn ngã đè lên, quả lựu đạn phát nổ nhưng anh may mắn không chết. Chỉ còn lại A Ngao và tên béo, hắn cũng đã sắp không trụ nổi nữa. Chăn chối lời cuối mong kiếp sau vẫn là anh em, rồi cầm lựu đạn lao về phía cảnh sát cho A Ngao chạy trước. A Bang đuổi theo, hai người vật qua lại. Anh bắt được vũ khí rồi vật hắn xuống. A Ngao rút hai con dao ra múa rất điêu luyện. A Bang cũng lôi gậy ra sẵn sàng cận chiến. Hai bên lao vào nhau chém tới tấp. A Bang nhanh nhẹn né đòn chém tới. Hắn phi dao về phía đối thủ, rút ra định đâm thẳng vào hai mắt thì A Bang bẻ ra khống chế hắn trên sàn. Nhưng lại bị hắn vùng lên đâm vào đùi. Đánh tới lui một hồi chỉ còn tay không bắt đầu so chiêu. Bị Bang đạp ngã, hắn nhặt một cây búa bổ tới. Anh né được đu lên giàn giáo đầy đổ súng nhặt ống sắt tiếp đòn. Tiếng kim loại va vào nhau không ngớt. Anh nắm được đầu hắn dập xuống rồi ghi chặt cổ. A Ngao vươn tay bấm vào mắt A Bang rồi quăng anh ngã văng vào bức tượng khiến nó sập xuống bụi bay mờ mịt. Hắn cầm dao phi người tới, anh dùng tay không đỡ lại nén đau dồn vào tường, húc đầu rồi khóa tay hắn rồi bẻ gãy. Nhớ lại ánh mắt năm xưa, họ từng là đồng đội vào sinh ra tử mà giờ lại thành cảnh tương tàn thế này. Lúc này cảnh sát đã ập vào, A Ngao nói tuy mình thua nhưng không phục, hỏi nếu năm đó A Bang mới là người hành động thay vì hắn thì có phải vận mệnh hai người sẽ đảo ngược không. Nói rồi trèo lên đàn piano, thả người rơi xuống thanh sắt bên dưới. Mọi chuyện tuy kết thúc nhưng A Bang lại chẳng vui nổi mà chỉ cảm thấy chua xót cay đắng. Ranh giới thiện ác quả là mong manh, nếu như con người ta vì một phút đánh mất lý trí mà để hận thù che mắt thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bộ phim hôm nay tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.